Minh Đường Tử Vi xin chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng tư âm lịch gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi tuất tháng tư âm lịch năm 2021, giúp cho các bạn nắm bắt và thay đổi vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tháng tư âm lịch năm 2021 của tuổi tuất về phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng mới, đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất có thuận lợi cũng có khó khăn, vận trình khó duy trì được sự ổn định trong suốt cả tháng. Nguyệt lệnh Lâm Suy, càng về cuối tháng mọi thứ càng khó kiểm soát. Do đó, bạn nên tập trung giải quyết mọi việc vào đầu tháng sẽ thuận lợi hơn. Đầu tháng, công việc có dấu hiệu trì trệ, một vài hạng mục bị trì hoãn hoặc gặp trục trặc khi tiến hành. Tinh thần làm việc xuống dốc tuổi Tuất ức chế, có thể nghĩ tới chuyện thay đổi công việc, thay đổi môi trường làm việc mới trong thời điểm này có một vài người còn gặp kha khá rắc rối do tiểu nhân gây ra, khó tránh họa thị phi. Bản mệnh nên hành sự thận trọng, nói ít làm nhiều, tránh phiền phức đến mình. Tuy nhiên, bạn chớ nên nản lòng bởi chỉ khi dũng cảm vượt khó, bạn mới xứng đáng đón nhận quả ngọt ở phía trước. Nhất là khi có hai đại cắt tinh tử vi và giải thần hỗ trợ, một vài hạng mục tồn động trước đó sớm tìm ra phương pháp giải quyết phù hợp, đem lại kết quả không tồi. Sự nỗ lực của bản mệnh được ghi nhận thành công không đến quá nhanh và dễ dàng, nhưng với sự cố gắng hết mình của tuổi tuất thì cuối cùng bạn cũng sẽ được như ý mà thôi. Đồng nghiệp và cấp trên cũng phải thừa nhận những gì bạn có được là hoàn toàn xứng đáng với công sức bỏ ra. Vận trình trong thuận có nghịch, trong các tàng hung, cần tắc vô ưu. Hành sự lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội kèo hỏng sự tháng này còn có chính quan trợ mệnh, bạn chỉ cần chớp thời cơ để tiến hành việc quan trọng đúng lúc đúng thời điểm, đừng do dự quá nhiều thì chắc chắn sẽ giành thắng lợi. Hãy tin tưởng vào quyết định, sự lựa chọn của bản thân. Phi tinh tháng có lục bạch các tinh chủ chức vụ, tài lộc xuất hiện ở cung chính nam. Nơi này vượng vận khí, tài khí, nếu được kích hoạt phong thủy hợp lý sẽ thúc đẩy công việc hanh thông, tài lộc dồi dào. Tuổi Tuất có thể cân nhắc việc đặt một vài đồng tiền xu hoặc có điều kiện hơn thì đặt tượng cóc ba chân để chiêu dụ danh khí và tài lộc vào nhà, thúc đẩy công việc thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội thành công trong sự nghiệp. Tử vi tháng 4 âm lịch năm 2021 của tuổi Tuất về phương diện tài lộc. Về phương diện tài lộc, tình hình tài chính của tuổi Tuất trong tháng này không quá lý tưởng, thu nhập bấp bênh, thậm chí còn có thể rơi vào tình trạng phá tài bất cứ lúc nào một vài nguồn thu từ kinh doanh còn sụt giảm hơn so với tháng trước do buôn bán ảm đạm đã vậy có nhiều khoản chi phí bất ngờ phát sinh mất tiền oan vì những lý do trên trời khiến việc chi tiêu có phần eo hẹp hơn về cuối tháng làm gì cũng cần phải tìm hiểu rõ ràng để tránh thất thoát không đáng trong tháng này sẽ có người mong bạn hỗ trợ về tiền bạc nhưng hãy tỉnh táo bản thân kiếm tiền cũng không dễ gì bạn nên xem xét khả năng hoàn trả của đối phương để vừa không mất tiền vừa đổ vỡ mối quan hệ ngoài ra không nên lãng phí tiền bạc chi tiêu quá mức cho những thú vui xa xỉ vì chúng vừa làm bạn tốn nhiều thời gian lẫn tiền bạc mà không hề gia tăng quá nhiều trải nghiệm theo phi tinh thắng bát bạch tài tinh bay vào hướng tây nam gặp tam bích chủ về thị phi điều này đồng nghĩa là chuyện làm ăn buôn bán có kẻ ngáng đường gây chuyện thị phi nhằm tranh chấp chiếm đoạt tài sản do đó mệnh chủ phải hành sự thận trọng tiểu nhân vây hãm không thể biết trước được điều gì hoặc sẽ phát sinh tình huống vì người khác mà bị liên lụy uy tín hoặc tổn hao tiền của. Để hóa giải hung hiểm tiềm ẩn này, người tuổi thì nên đặt biểu tượng kỳ lân phong thủy trên bàn làm việc, đồng thời đón những cắt lành về tài lộc, giúp chuyện làm ăn thêm phần suôn sẻ. Tử vi tháng tư âm lịch năm 2021 của tuổi tuất về phương diện tình duyên. Chuyện tình cảm của tuổi tuất trong tháng tư này không có nhiều biến động. Gia đạo bình ổn, đời sống hôn nhân khá hài hòa. Có điều, vì mọi thứ quá êm đềm nên đôi khi khiến bản mệnh này sinh tâm lý chán trường, nhạt nhẽo. Các cặp vợ chồng nên dành thời gian để trò chuyện, chia sẻ mọi việc với nhau để hâm nóng tình cảm. Dù công việc có bận rộn đến đâu cũng đừng quên sau lưng còn có gia đình và những người thân thương nhất của mình. Bạn nên chia sẻ tâm sự với đối phương nhiều hơn, chỉ có sự thấu hiểu mới nuôi dưỡng hạnh phúc bền lâu. Làm được điều đó, gia đạo càng thêm an lành, một số cặp đôi đón tin vui về chuyện con cái với những người độc thân, hãy lựa chọn thời gian hẹn hò vào những ngày đầu tháng vì cơ hội gặp người ưng ý sẽ cao hơn. Những buổi hẹn vào cuối tháng thường khiến bạn cảm thấy khó chịu, trong lòng khó yên. Tử vi tháng tư âm lịch năm 2021 của tuổi tuất về phương diện sức khỏe. Tin mừng là thể trạng của người tuổi tuất trong tháng này vẫn khá vững vàng, không gặp vấn đề bệnh tật nào quá đáng lo ngại. Người ốm, mắc bệnh trước đó sẽ hồi phục thể trạng nhanh chóng người bình thường thì càng thêm khỏe mạnh khi duy trì chế độ ăn uống nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý tuy nhiên do nguyệt lệnh lâm suy báo hiệu sức khỏe có thể giảm sút do yếu tố khách quan như ảnh hưởng môi trường thời tiết cũng trong tháng này bản mệnh còn cần phải chú ý họa huyết quang tai nạn xe cộ sự cố bất ngờ xảy ra trong quá trình làm việc lao động xem phi tinh tháng, nghị hắc hung tinh chủ về bệnh tật bay vào trung cung, vị trí ở giữa ngôi nhà, phòng, mang theo trường khí hỗn loạn, gây hại cho sức khỏe. Khu vực này cần được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng. Nếu có thể, hãy đặt một chiếc hồ lô phong thủy ở đó để giải trừ nguồn năng lượng xấu, đồng thời thúc đẩy sức khỏe bạn và người thân trong gia đình ổn định. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tuất trong tháng tư âm lịch năm 2021. 1. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc Nam La Hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết càng về cuối tháng càng khó kiểm soát nên tập trung giải quyết mọi việc vào đầu tháng. Quý nhân dần, Mão. Tiểu nhân Tỵ Thìn. Màu sắc may mắn nâu, xanh. 2. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim Nam Kế Đô, nữ Thái Dương. Khẩu quyết hành sự lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định. Quý nhân thân, Ngọ. Tiểu nhân Sửu Thìn màu sắc may mắn, nâu, đỏ. 3. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết, tài lộc không quá lý tưởng, thu nhập bấp bênh, để phòng phá tài bất cứ lúc nào. Quý nhân, hợi, tỵ. Tiểu nhân, dậu, dần. Màu sắc may mắn, trắng, xám. 4. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, nam la hầu, nữ kế đô. Khẩu quyết, gia đạo bình ổn, đời sống hôn nhân khá hài hòa nhưng thiếu, lửa quý nhân dậu mùi tiểu nhân thìn sửu màu sắc may mắn trắng đỏ năm tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nam kế đô nữ thái dương khẩu quyết thể trạng vững vàng không gặp vấn đề bệnh tật nào quá đáng lo ngại quý nhân ngọ mão tiểu nhân tị mùi màu sắc may mắn vàng đen cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại